Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay thì lại test cho anh em xem một con cưa xích tay cụt loại lớn đây. Con này là con Hitachi CS35 nha các nhá. Em đã gắn làm xích Hyundai mới. Đó, máy nguyên zin toàn bộ hết. Anh em là chốt cái này thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 nha. Con này thì nó là cái dòng máy mà anh em chuyên cắt cành. Đó, dòng máy công suất lớn anh em chuyên cắt cành. Con này bê tông nó là 40 ly nha các nhá, công suất là 35cc. Đó, anh em nào mình đang có nhu cầu tìm cái dòng cưa lớn tay cụt thì xuất con này nha. Con này thì bên em đã bán cho các bác với giá là 2.700.000. Đó, bao ship tận nhà, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em nhé. Gồm một chiếc rũa xích, một chiếc túi mở buji và một chiếc tô vít chỉnh nha. Con này thì chỉ phù hợp cho anh em mình cắt cái cành lớn thôi. Còn anh em nào mình cắt cái cành nhỏ thì anh em phải lựa qua cái mẫu máy nhỏ hơn nhé. Đó, con này thì nó cần nó hơi nặng một chút, nó nặng 4kg. Đó, anh em cần hơi nặng tay một chút. Nó cần lại một số chính xác nữa. Cần cái này xem này chuẩn xác là mấy ký nhau nhé. Đúng 4kg rồi nhé. Đó, anh em nào mà chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại giúp em, giá 2.700.000, bao ship tận nhà, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé. Rồi xin test nổ cho anh em, con này có giật trợ lực luôn nhé, có phanh xích đầy đủ luôn. Cắt xăng cái nhớt luôn chứ. Dòng này thì nó rất là nổi tiếng rồi, nó giống dòng Echo G330T đấy nha. Đó, giống y chang cái loại cưa Echo luôn. Và hãng của Hitachi nó đặt nhà máy Echo làm đấy các nhá. Anh em xài chuyên cắt gọn cây lớn, cắt chuyên nghiệp luôn. Đó, giá thành vừa phải. Trong cái dòng tay cụt nó mạnh nhất rồi nha các nhá. Ít có loại nào mạnh hơn được loại này nữa. Mà đồ phụ tùng thay thế cũng rất là nhiều nhá. Đó. Anh em bơm xăng lại nhá, lúc nào đổ xăng mới là anh em bơm xăng lại. Chốt cái này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0359 nhá. Em xin cảm ơn các bạn nhá.